chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn dòng Losel HBM Z6 FC3. Tôi có model 50kg, 100kg và 200kg. Các model mà được thường sử dụng. Model này do công ty Công Tử Việt Nhật nhập khẩu và phân phối. Đây là hộp của một HBM riêng, nó đóng gói như thế này. Tôi sẽ mở ra các bạn xem. Đây, sẽ có một catalog như thế này dành cho Z6. Rồi, ở đây thì các thanh đóng như thế này, các bạn có thể, đối với cái hàng riêng các bạn có thể dỡ lên. Đây, đây là Losel. Thì ở trong hộp này thì đối với Losel riêng thì thông thường cái hộp nó làm rất là cầu kỳ các bạn ạ. Đây, các bạn có thể thấy. Đây, các bạn có thể dỡ lên như thế này. Rồi, bên trong này có khắc số các bạn. Đối với cái hộp riêng, ví dụ giống như khắc như thế này, đây là một đó, các bạn có thể khắc âm ngược lại, các bạn có thể thấy dấu âm nằm ở đây. Được. Đây là nguyên cái hộp Losel riêng. Còn đây là dòng Losel HBM Z6. Ở đây Losel HBM nó như thế này. Đây là model Z6 FC3. Tem phản quang của HBM và Losel HBM ở đây, phần đầu này các bạn có thể thấy. Có thể sắc số seri lên trên. Rồi, ở phần này chấm nhỏ này. Vật liệu sử dụng bằng inox. Ở đây chúng ta có HBM dễ phân biệt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Mình âm thanh. Sử dụng dây ở đây là tổng cộng bao gồm 6 dây. Các bạn có thể thấy tránh nè, trắng nè, xanh da trời nè, đỏ nè, đen nè, xám nè và màu xanh lá cây và một mắt. Ở đây chúng ta 2 4 6 7 dây. Đây là Losel tiêu chuẩn châu Âu. Sử dụng dây bên ngoài là dây màu xám mời các bạn ha. Ở đây Losel HBM, ở trong đây là một menu hướng dẫn về tất cả các thông số Losel, khung Losel hoặc cách lắp đặt của Losel. Các bạn có thể xem trong model này. Phần bên ngoài của hộp của Losel thì chúng ta có thể thấy như thế này. Rồi, đây là dòng Losel HBM Z6 FC3. Losel này chuyên dùng cho cân băng tải, cân băng bồn. Ở đây thì một số khách hàng ngày xưa thì thường sử dụng cái dòng Losel này. Losel này có thể thay thế cho tất cả các loại Losel sẵn trên thị trường, hầu như chúng trùng thông số với nhau, nó hầu như cũng không khác. Vật liệu bằng inox. Rồi, sản phẩm này do công ty Công Tử Việt Nhật nhập khẩu và phân phối các bạn. Cảm ơn các bạn.